Tôi đang lai chim không mà. Dứt dẫn chiên về chán chứ mẹ. Cái bồn cây kìa. Cái lùm cây kìa. Bồn cây nó vô đó ta. Lấy nguyên cái bòm này nè, quay lại chị chụp nguyên cái bòm vòng cây này nè, đẹp chứ sao. Ông kế... Hạnh ơi. Kệ mượn cái anh đó chụp cho mình nguyên một cái đó đi. Đó không, nguyên cái bòm nó đẹp dễ sợ. Quay nhưng mà phải quay đi lên không? Rồi. Chụp hình, thôi tao ra rồi đi. Lại bên nào thì quay bên đó. Giờ chụp hình. Má tiếp má dạ này. Dạ bố. Gì vậy? Quay lại. Em phải bò lên, em phải đứng lên vậy. Được rồi, giờ mình nhìn về em nha. 1, 2, 3, 1, 2. Giờ rồi ok. Nó kêu giơ tay hả? Chuẩn bị giơ tay hả? Ai muốn giơ tay, tự giơ tay. Muốn giơ tay rồi, tự giơ tay. Rồi, giờ là út rút một pin rồi, là út một sóc lại rồi. Sâu như hoa nhãn và cà phê được ạ, nên nó đảm bảo an toàn hơn khi mình sử dụng nè. Ở đây thì mình nuôi theo kiểu quy trình tự nhiên, ông sẽ bay ra bay vào để đi hút mật chứ không có cho ăn đường ạ. Có ai mua thử không? 300 mật ong, mật ong nguyên chất mà. Cái này mình sẽ thay với nước trà thì nó sẽ cái này mình có thể đổ nước suối vô mình uống cũng được. À, có nước suối đúng rồi. Mua là 2 cái. Ông mời. Bỏ đây hả? Có thấy không? Mấy này mình pha nước hoặc là mình ướp đậu ăn.
mình có bị ho hay viêm họng á, mình uống chung với chanh nó tốt lắm mà. Còn bị đau dạ dày hay nhiều người uống chung với nghệ. Mấy một hộp đó? 350. 200 được không? Dạ không ạ, này là giá niêm yếm của công ty à. Mình trả cứ trả giá thoải mái. Hộp 2 chai hả? Dạ. 2 chai là 350. Dạ đúng rồi. Mua có bán giá sỉ không? Dạ. Dạ không. Đại khái là 10 hộp thì có được tặng không đó? Dạ. 10 hộp là có được tặng không? Dạ được. Tặng gì? Tặng một chai. 10 mua 10 hộp này được tặng một chai. Dạ. Có ai mua không? 10 hộp là phải 20 lọ đó. 20 chai mà tặng được có một chai. Thôi. Tại cái này là bên của công ty nó đưa niêm yếm giá rồi ạ. À. Với lại một phần á, đây là khuyến mãi, tự con khuyến mãi thôi chứ công ty nó chưa có quy trình để khuyến mãi nữa. Sao chị mua hả? Mày làm chục mở liếc mày. Mày lấy ông hộp trong hộp kìa. Hai là hai, một hộp. Một hộp. Một hộp gái, trai ơ quên, xin lỗi. Tại vì cái một hộp là hai chai hả? Dạ đúng rồi. Là nhiêu tiền? 350. Cái mỡ ông nó nhãn, ông gì thì nó có nhiều. Nè em, 350 nè. Nếu mà như tờ nào không? Giờ này mới thấy một quẹt vô kìa chị Quẹt kìa. Điện mới không mất máy gì nè mấy. Mưa nè chị Quẹt. Mưa đúng không? Nhiều tâm tách kìa. Tiền Lê mưa nè, Lê tiền. Cầm cho em coi, em mua cái coi. Còn tiền hả? Còn. Trời ơi, báo la, mình ở bao giây? Mực ong mà. Cho một hộp luôn á em chơi. Rừng nhãn hay là nhãn thì có nhiều chứ càm thì ít. 300 được không? Dạ không. kiên quyết. Ủa mình nãy giờ mình mua nãy giờ mình hỏi nó đó. Phải nói là 10 năm hộp là 10 chai thì phải có lẽ là nãy giờ mấy hộp vậy? Mới có 3 hộp. Cái 10 chị Thắng không mua hả chị Thắng? Dạ em đây thì cũng là nhân viên thôi chứ chưa phải là chủ nữa. Đó dạ ông thằng đó đó. Ủa vậy rồi sao rồi ở đây hay là đi lắng đi về? Dạ chiều về chút về à. Rồi đi về đi em. Dạ. Bán xong này rồi đi về được rồi. Chúc em buổi tối vui vẻ nha. Bà, đấy tụi anh đi. Gỗ này làm về luôn rồi. Thôi về cho vợ đi. Mắt không mua nữa đâu. Rồi bay đi ông chủ. Dạ rồi đi ông ngoài đầu mình di chuyển tiếp vào bên trong à. Ủa vô nữa hả? Vô trong có gì? Có chứ. Vô trong còn có bán gì nữa không? Có. Dạ nhiều lắm. Không gì là không có mày. Dạ có luôn. Nó nói có vui thôi. Có gái không? Dạ có luôn. Dạ rồi, cảm ơn đồng mình, chúc đồng mình có chuyến trong quan vui vẻ à. Không. Mày đi đâu mày kiếm gái nè mày. Mưa đó nha, có ai bạn có mưa bạn đi nha. Mưa nắng cũng không đến nỗi gì đâu. Ủa mà nói thiệt chứ cái áo mưa của chị nó đâu rớt đâu mất chai. Dưới đây. Nó tự nó rớt đâu mất. Coi cái bãi này nó bay nghe mưa rồi.